Thực ra trong quá trình tính toán thì chúng ta chỉ cần dùng cái thằng này thôi nha. E này. Đây là E của lớp 1. Cái này đây là E của lớp 2. Hai thằng này. Chúng ta quan tâm ba hàng này đây này. Hàng đầu tiên là cấp áp lực. Dựa vào áp lực chúng ta tìm được nó nằm trong khoảng nào thì chúng ta lấy E của khoảng đó. Các bạn trước ở đây là chúng ta tìm cho một lớp đất, nền có một lớp đất, còn bây giờ đây nền có hai lớp đất. Là lúc đầu tiên chúng ta vẽ cái sơ đồ ra. Tất cả mấy này đây thì chúng ta vẽ sơ đồ ra cho nó để khỏi nhầm lẫn nha. Móng ở đây thì tôi cho kích thước 1 x 1.2. Chiều sâu chân móng đây là 1,1 mét. Lớp 1 dày 2 mét. Ở đây thì tôi chia nhỏ các phân lớp ra. Tôi chọn chiều dày mỗi phân lớp là 0,5 mét. Như là lớp ghi nha. Bước 1, chia nhỏ phân lớp. Dạ thầy ơi, cho em xin lại cái đề thầy. Lúc nãy em chép không kịp thầy. Đề đây. Cái bảng đó thầy. Dạ xong rồi thầy. Lớp vẽ cái sơ đồ như vậy ra. Số phân lớp thì cứ kéo dài xuống. Ở đây tôi chia nhỏ phân lớp, mỗi phân lớp dày 0,5 mét. Tức là tôi sẽ chia từ trên xuống dưới, lẻ cái nào ta để nguyên phân lớp đó. Phân lớp 1 dày 0,5 lẻ.
còn lại là 0,4 thì 0,4 nó tôi để nguyên là một phân lớp, không được lấn ra lớp 2 nha. Chia nhỏ phân lớp với điều gì? Mỗi phân lớp có chiều dài từ b chia 2 đến b chia 4, và trong một phân lớp nền phải đồng nhất. Nha, bước đầu tiên, coi như bước đó, thực ra bước này là bước 0 nha. Trong bước 1 đến bước thứ 2. Bước thứ 2 bây giờ đây tôi tìm cái ứng suất bản thân và ứng suất do tải trọng ngoài tại điểm giữa các phân lớp. Với bước 1 đây, trước hết chúng ta phải xác định áp lực gây lún lại nha. Bước 1 là xác định áp lực tăng thêm giữa các phân lớp. Cho xem lại cái slide số 63 á.
Bước trước hết chúng ta làm bước đầu tiên xác định áp lực tăng thêm dưới đáy móng. Gamma 1 bằng bao nhiêu lớp 3 nhớ không? Mười sáu phẩy bảy phải không? Đúng rồi thầy. Bước 1 tôi đưa qua Zalo rồi nha. Xác định cái áp lực tăng thêm. Áp lực tăng thêm đây chính là áp lực gây lún nha.
Thank you.
Tính ra áp lực tăng thêm đây nó bằng bao nhiêu? Dạ 103,63 kN trên mét khối thầy. 103,63 kN gì? Kilonewton trên mét khối thầy. Ủa sao kilonewton trên mét khối khối được nhờ? Kilonewton trên mét vuông nha. Đây là áp lực. Như vậy nó xong được bước 1 rồi. Bước 2 ở đây chia nhỏ, bước 2 thực ra cái mà mạng tôi làm rồi là chia nhỏ ra. Bước 2 lớp gây ra chia nhỏ các lớp đất. Ở đây tôi chọn chiều dày mỗi phân lớp như vậy là 0,5 m. Rồi qua bước 3. Bước 3 ở đây tôi tìm ứng suất bản thân tại điểm giữa phân lớp 1. Ở đây học bước 3, bước 4 tôi gộp lại làm chung tìm ứng suất tại điểm giữa phân lớp 1. Khi chúng ta làm thế này thì tôi sẽ vẽ cái hình ra từng phân lớp này ra. Gamma 1 là 16,7.
Bước 2 thì tôi ghi cái nhỏ đây nha, là chia nhỏ phân lớp. Phân lớp là cái giống như hình lúc đầu tôi chụp hình cho lớp á, hình đầu tiên á. Ở đây thì tôi chọn mỗi phân lớp là dày 0,5 mét. Như vậy đây tôi đang tính cho phân lớp 1. Phân lớp 1 đây cách đáy móng không phải nghĩa là dày 0,5 mét. Như vậy từ mặt đất cho tới điểm A, điểm giữa điểm lớp 1 tôi gạt từ điểm A là 1,35 mét. Và 1,35 mét ở đây PDI, cụ thể đây PD1 biểu thức tổng quát, vì lý do đây là không có mực nước ngầm nha. Như vậy đây là U bằng 0, U1 bằng 0. Cái biểu thức tổng quát gam y nhát y chúng ta vẫn giữ nguyên đi. Lớp ta ra xem alpha 2, alpha 1 bằng bao nhiêu?
Mấy này hôm trước làm nhiều rồi nha. L chia B bằng 1.2, 2 giá chia B bằng 0.5. Nội suy ra cho tôi alpha 1 bằng bao nhiêu? Ở đây tôi đang tìm cho từng phân lớp 1.
1.2 này có sẵn rồi. Anh Lê Tiển, anh có này. Cái gì anh? Nói chung đề bài tôi đưa ra giữa nổi suy một lần thôi. Ở đây đang tính phân lớp 1, phân lớp 2 là hoàn toàn giống như bài toán 2, bài toán trước đã làm rồi.
Ở đây thì chú ý nha, U1 ở đây, nói chung mọi cái U ở đây đều bằng 0 hết nha. Ủa anh Thanh Hưng ở đây thì nên alpha nên ký hiệu là alpha 1 luôn. Ở đây P01 bằng alpha 1 nhân với P0. Chúc mẹ 2 nha. Cả lớp cùng đối chiếu bài đáp án của anh Thanh Hưng nha. Alpha đây lấy 4 số thập phân 0,9305. P1 ở đây là bằng 118,98, nó nằm trong cấp 100 tới 200. 100 tới 200 ở đây. Ok, anh làm theo cái thằng bài giảng mới đi. Thank you.
của anh bảo nó nhầm nhầm chỗ nào đây? Tuyết đây, tôi chưa có ấm tính toán cụ thể nha, tôi để về chấm về cách làm. Còn tra bảng nữa, thường tra lại tra đúng không? Z cho B ở đây 1.2 không có trong này, không có trong này đây thì nó phải nội suy là nội suy hai lần rồi, tôi nhầm cái này. Nhưng với bài toán này đây, để cái này đây thì nó sẽ hơi khó, hơi chịu khó nội suy nha. Nội suy hai lần, cái alpha thì chúng ta nội suy giữa 1.1 tới 1.4, 1.2 thì nó ngẫu nhiên nó trùng cái ở giữa. 0.5 thì lấy trung bình từ 0.3 nó nằm giữa 0.4 và 0.8. Lột đấy là 58, không phải 58 cm nha. Nói chung là con số tôi chưa bấm mấy tí này chấm về cách làm thôi. Vậy như vậy đây, làm theo thế này đây là xong phân lớp số 1 nha. Và chúng ta làm tiếp tục như này đây tới phân lớp số 2. Phân lớp số 3 thì nó có phần khác một tí, vì phân lớp số 3 nằm trong lớp đất số 2 rồi.
Thank you.
Cái đó hệ số alpha chứ không phải a nha. Cái nội suy này trước có nêu rồi mà. Cái Z ở đây là thay đổi theo từng lớp, đa phân lớp nha. Bây giờ tính phân lớp thứ hai thì Z nó lại khác ạ. Rồi, chuyển qua phân lớp 2 nha. Phân lớp thứ hai lúc này đây Z là bằng bao nhiêu? Z
bằng 0.7 là 2 z chia b là 1.4 á thầy. Đúng rồi, z là 0.7. Còn cái z mà để ra d á, ứng trực kia từ mặt đất tới đó thì nó sẽ là 1.8. Cái ứng trực bản thân nha. Ủa là sao mình tra một chỗ số chỗ một số 1.8 thầy? Đâu phải tra 1.8, đó là tôi đang xét về ứng suất bản thân, đó là từ mặt đất cho tới trung điểm phân lớp thứ hai, nó là 1.8 mét. Thì thầy xem bài của em như vậy đúng chưa thầy? Em bảo đúng không? Dạ. Alpha. Ở đây lớp chú ý nha, hệ số alpha. Bây giờ trong bảng có 3 số thập phân thì chúng ta đây tính toán lấy 3 số thập phân thôi. K0 ở đây tương đương với hệ số alpha nha. Alpha chúng ta lấy 0.567, 3 số thập phân thôi. E2 chứ không phải là EB2 nha. Ở đây tôi chiếu cái tài liệu hồi chiều tôi mới đưa cho lớp mà. Tôi có đình chỉnh, có sửa lại một số cái. Cái này đây nha, lúc chiều tao có nêu này. Cái biểu thức tổng quát trong tiêu chuẩn nó ở đây. E này đây, mô đun biến dạng của mặt đất ở trạng thái ứng suất biến dạng có nở không? Ở đây thì vì có nó có hai cái hệ số beta, ta đặt đây một giá trị beta phẩy. Còn cái EI này đây này, E này đây chính là cái mà chúng ta trong hồ sơ để cho chúng ta có. Đây, E ở đây chúng ta đang lấy cái thằng E đây này. Nó là E từ kết quả để cho. Còn cái E này đây này, module này đây chính là module bản nén. Bản nén hệ trường ấy.
Ở đây trong cái tiêu chuẩn nó có phần khác nhau. Đối với 936/2012 thì người ta lấy alpha bằng 0,8 cho mọi loại đất. Tài liệu này lúc chiều tôi gửi lớp rồi nha. Còn theo trong 4/2012 thì hệ số beta đây lại nó ra theo cái loại đất khác nhau. Và nếu như quan niệm cái hai cái hệ số này, hệ số trong cái hai tiêu chuẩn này là giống nhau nha, nếu xem nó giống nhau thì lúc đó hai thằng beta này đây này nó sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Khi hai thằng beta triệt tiêu lẫn nhau rồi thì f y nó đưa về biểu thức này đây. Và cái biểu thức này đây, biểu thức cuối cùng chúng ta tính toán, tính lũ.
Tôi hướng dẫn sơ qua về làm đấy nha. H2 ở đây không sao 70 được anh Bảo. Ủa từ đâu suy ra nó cái này nhỉ? Các anh làm bài sửa lại, thứ nhất bài làm mới bảo đây H2, H2 là chiều dày của phân lớp thứ hai. Phân lớp thứ hai ở đây chỉ có 40 cm. Từ đáy móng xuống đáy lớp 1 chỉ còn 90 phân. Mà phân lớp 1 đã 50 phân rồi thì phân lớp 2 chỉ còn 40 cm. Các bạn có nhầm lẫn nha. Đây lắp nhắn tin em nhanh cho thôi đi. Dạ thầy ơi, bạn Nguyễn Phú Thịnh số 38 á thầy, bạn đi tiêm vaccine bạn chưa có về thầy, bạn nhờ em xin thầy cho vắng á thầy. Đã xong rồi mời lớp nghỉ nha. Dạ, em chào thầy ạ. Dạ. Dạ, chào lớp.